Xin chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube Lê Khoa Audio. Hôm nay cũng là cái ngày chính thức, ngày đầu tiên của năm 2021, Khoa đã khai trương. Và cái món hàng này là món thứ hai Khoa giới thiệu với anh em trong những ngày đầu năm mới. Rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả anh em. Thì cái món đầu tiên thì đã khai trương thành công rồi anh em. Nên coi cũng tranh thủ lên những cái mặt hàng mới nhất để phục vụ anh em nha. Anh em nào có nhu cầu thì hãy đăng ký kênh YouTube giúp Khôi để mình cập nhật những cái sản phẩm mới nhất mà Khôi đăng tải hàng ngày. Còn hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu với anh em một siêu phẩm mini. Tại sao gọi là mini? Tại vì là cái ngoại hình nó nhỏ nhưng mà nó là được rất rất nhiều người chơi săn đón. Đó là con Omri đến từ hãng Trio. Model của nó là TVW61. Nhưng ai mà đang sở hữu con này thì chắc chắn cũng khó mà bán đi, vì nó rất là hay và bên cạnh đó là nó cũng khá hiếm trên thị trường nữa anh em. Thì bây giờ Khôi sẽ đầu tiên là sẽ quay ngoại hình cho anh em xem trước ha. Thì nó được thiết kế là một cái nắp sắt sơn bọc da ha. Cái đều zin nguyên bản của nó anh em, không tút tát nha. Cái con nào mà không tút tát thì Khôi sẽ nói rõ để anh em yên tâm. Đó. Rất là đánh giá là khá đẹp anh em, không sơn tốt là đẹp. Và đặc biệt là cái con này Khôi cũng chưa có vệ sinh luôn, thì vì mình ship hàng là hàng này hàng báo test nên nó đã hoạt động rồi, nên là mình khẳng định với anh em là zin tuyệt đối 100%, tất cả là nguyên bản mộc ha, từ A tới Z luôn. Rồi thì nói đi sâu vào cái con này thì đây là một trong những dòng âm ly cổ anh em ha. Cái phiên bản này là phiên bản 100V, là có nghĩa nội địa nha, Trio là nội địa. Rồi sau này là những cái sản phẩm mới là có một cái dòng xuất nữa là Kenwood, thì anh em lưu ý về cái phần này. Rồi con này là con TVW61 nha, công suất của nó là 90W, thì nó đủ sức, ngoài nó nhỏ anh em nhưng mà nó đủ sức để đánh các dòng loa cổ 25 cho tới 30 luôn. Anh em đang có nhu cầu tìm kiếm một con âm ly để chơi nhạc xưa thì tuyệt vời ha. Rồi ngoại hình đẹp anh em nhé, cái mặt của nó là zin nguyên bản, các cái núm của nó rất chi là đẹp, thiết kế cũng rất là cầu kỳ anh em ha, đầu tư rất là tốt, các chức năng cơ bản đầy đủ anh em. Cái đó thì không nói thêm ha. Đến hai cặp loa thì cái con này là cái con tắc nguồn, nó tích hợp trên cái nút on off luôn này đó. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ tháo cái nắp nó ra anh em nha, đã tháo ốc sẵn đó rồi, bây giờ mình tháo ốc này. Đây con ốc của nó đây nè, ốc zin ha, ốc của nó này. Đó. Con ốc zin. Rồi đây là mình xem cái phần chính là ngoài hình đây nè, nguyên bụi anh em nha. Nhưng mà rất đẹp luôn. Đó. Con này là dòng xuất âm tụ anh em, đây, xuất âm tụ ha. Hai tụ lên tụ công suất này anh em. Đó. Và được đánh bốn con sò sắt nét anh em. Âm ly cổ nhưng mà sử dụng sò sắt nét, nó cho cái tiếng rất là mềm nha. Còn với đó xuất âm tụ nữa, tạo ra một cái chất âm được gọi là ma mị. Đó. Thì nói thì nhiều lúc anh em kêu người bán là điêu ngoa, nói thêm dầu thêm mỡ, nhưng mà thực sự là nó hay, thực sự là nó hay, đó là mình phải công nhận nó nha. Nó vẫn sử dụng một số linh kiện ở chân vàng anh em nha, chân vàng này, sò nét lớn anh em nha, đây không phải là sò nhỏ. Công suất 90W cho một cái dòng âm ly cổ xuất tụ thì cũng khá ổn anh em nha, 77A đến tốt luôn nha, 77A đến tốt. Các cái dòng lá sen chui mà mắt cáo bát bát tất cũng đánh tốt luôn, rất là tuyệt vời. Ngoài ra anh em có thể đánh một số dòng lá cổ mị nữa nhé. Khôi đã trải nghiệm và thử nghiệm rồi, cho chất âm rất là ổn định nha. Thì đó là về phần cơ bản, máy móc thì zin tuyệt đối rồi, thì không có gì nói thêm ha. Đó. Phần cuối thì Khôi sẽ báo giá cho. Rồi, Khôi xin phép nói lại cái phần báo giá, tại vì với vừa nghe điện thoại nè nên nó đã mất cái phần quay cái clip. Thì đây là một con âm ly mà Khôi rất yêu quý nè, sưu tầm á, chứ không phải là lúc nào cũng có đâu. Khôi đã cất giữ nó cũng bữa giờ rồi, để mình ghép với những cái cặp loa nhỏ, mình nghe, mình trải nghiệm, đánh được rất là nhiều loa, loa thùng, loa những cái cặp loa cổ rất là hay anh em nha. Thì hôm nay Khôi đầu năm, ngày mới, cho nó mới mẻ, thì Khôi giới thiệu với anh em con này nha. Rồi cái mức giá cho cái dịp đầu năm là 4.800.000. Thì cái mức giá này Khôi sẽ bao ship tận toàn quốc cho anh em. Còn anh em nào mà yêu cầu ship code thì cọc 30%
và anh em phải từ chịu phí ship và phí dịch vụ thu hộ nha. Xin phép là không nói rõ trên này để khi anh em mà mua hàng, anh em bưu điện ship tới thì mình không còn không phải là thắc mắc nữa. Lúc đó thì làm cho anh em khó chịu nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Khôi alo trực tiếp để mình cùng giao lưu. Anh em nào chưa có nhu cầu thì cũng rất mong là nhận được sự ủng hộ của anh em bằng cách like và chia sẻ kênh YouTube về trang cá nhân của mình để nhiều người biết tới. Một lần nữa cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em một năm mới thành công hơn nữa và đạt được nhiều điều thắng lợi trong cuộc sống. Còn bây giờ thì sẽ mời anh em nghe một ca khúc trữ tình để anh em biết được chất âm nó hay như thế nào, có đúng như là nói khô hay không. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Câu chuyện đời.